Hello điện tử Gamma xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các anh em. Trở lại video buổi tối sau một ngày lao động. Và trung tâm tiếp tục giới thiệu về một sản phẩm vừa về trung tâm. Thì đó là một cặp loa bãi Mỹ. Đây là một cặp loa bãi Mỹ. Và cặp loa này vừa về nhé. Đẹp, phải nói đẹp mỹ mãn, zin xịn. Vâng, loa có tên là JBL, loa JBL bãi Mỹ. Đẹp, cáu cạnh với một cặp loa bãi của Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Đó. Riêng cặp loa bãi Mỹ này có cái model phải nói là rất là độc. Trước này em tháo ra để lát nữa em quay cái bát và cái củ tép cho các bác ngắm nhìn. Loa còn zin nhá, rất đẹp. Bông chú âm vàng óng ấy. Bông chú âm vàng óng luôn. Và những anh em sành thì anh em chỉ cần nhìn cái phân tần này là anh em đọc ra cái model của cái cặp loa bãi Mỹ này. Hoặc là các bác sành thì các bác nhìn cái logo JBL là các bác cũng đọc được ra cái model. Loa được sử dụng một bát 40 và một kèn. Loa đẹp, xuất sắc luôn. Zin xị tuyệt đối. Riêng cái lô này về thì chỉ duy nhất có mỗi cặp JBL cái mã này thôi. Đó. Rất đẹp. Đây là một dòng loa kiểm âm được người Mỹ thiết kế để chuyên để lấy lời ca sĩ trên sân khấu. Đó, cặp loa còn xịn, rất đẹp. Đang chờ đón bác nào có nhu cầu sở hữu một cặp loa chất lượng của JB. Cái phân tần này phân tần hai lớp này. Đó, phân tần hai lớp. Thì thưa với các bác là phân tần của dòng loa đời 805, nghĩa là đời 8 thì nó chỉ có một lớp ở bên dưới này thôi, còn bên trên là không có. Đó, còn báo cáo các bác là đời 9 thì nó mới có hai lớp nhé. Đó, đời 9 hai lớp luôn. Nghĩa là đời 805 thì nó chỉ có một vế bên dưới thôi, còn bên trên này là không có. Đó. Còn cái hình thức của cái loa thì hình thức cúc thùng thì nó là giống nhau, nó là giống nhau nhé các bác nhé. Còn về cái phân tần thì nó khác và cái tép của nó cũng khác, củ tép của nó khác. Đời 8 và đời 9 nó khác nhau. Và cái logo này nó cũng khác nhau là các bác này. Cái logo đời 9 của nó là logo này logo nhựa nhé. Nhựa mềm, nhựa dẻo nhé các bác nhé. Logo nhựa dẻo. Nó là đời 9, còn cái đời 8 thì nó chỉ là 805 thì nó chỉ là cái logo bằng nhôm kẽm. Đó, nhôm kẽm. Đó. Và các bác ta tiến đến một cái bát 40 và một cái tép kèn của JB. Vâng, đây là một cặp loa bãi Mỹ vừa về trung tâm. Có tên là JBL, mã của sản phẩm này là MR905 và 905 các bác nhé. Bát 40. Từ này là từ 19. Côn 76. Các bác nhìn này. 2032H. Đó. Cái củ tép. Cái tép của đời 905 thì nó là bằng nhôm các bác này. Đó. Còn cái đời 805, cái đời 8 nghĩa là đời 8 thì nó chỉ là bằng nhựa các bác nhé, nó bằng nhựa đen. Nhựa đen. Đời 9 thì nó đắt hơn, nó chất hơn. Đó. Báo cáo các bác là cặp này còn zin xịn luôn. Zin xịn 100% luôn. Em báo giá luôn để các bác lựa chọn. Các bác tham khảo với một cặp loa bãi Mỹ JBL còn zin xịn 100%. Vâng, loa có tên là JBL, mã của sản phẩm là MR905. Vâng, giá 19 triệu đồng. Đó. Đó, nó còn zin xịn như thế này các bác này. Đó.
sử dụng màng giấy gân vải, một cặp loa bãi Mỹ. Đó. Vâng, đây là cái model của loa. Model là MR905. Loa trở kháng 8 ohm và cái sơ zin của loa made in USA. JBL. Với cái model 905 thì được thiết kế thêm một cái jack lưu trích nhé, jack lưu trích. Còn đời 805, nghĩa là đời 8 nó chỉ có hai jack kết nối bằng jack 6 ly mà thôi. Còn cái 905 này họ thiết kế thêm một cái jack 6 jack lưu trích này. Jack lưu trích này. Rất là tiện. Vâng, 19 triệu đồng. Các bác sở hữu ngay một cặp loa bãi Mỹ zin xịn có tên là JBL. Mã sản phẩm là MR905. Với thiết kế của loa một bát 40, một kèn từ 19 côn 76 màng giấy gân vải. Đó. Đẹp mê mẩn luôn. Ui giời. Đấy. Và bên em duy nhất là về chỉ có một cặp mã JBL, mã MR905 nha các bác nhé. Thì mọi nhu cầu quý vị và anh em hãy liên hệ cho bên em cho hai số máy 0974637646 và 0918249265. Trung tâm điện tử Đàm Hoa địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đó. Đời 905 là cái logo này nó bằng nhựa dẻo này các bác này. Đó, bằng nhựa dẻo này. Đó. Còn cái đời 805 là nó bằng nhôm. Đó. Ok, đến đây trung tâm xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các anh em vào những cái video sau. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.